Tôi nhuộm tóc mắc mớ gì đến chú. Thì em đâu có nói là em thích chị đâu. Thật ra nhuộm tóc không đẹp thôi mà. Đẹp mà. Chị đẹp về khuôn mặt chứ đâu đẹp tóc đâu. Tóc nhuộm là xấu. Không phải xấu mà là em không thích nhuộm tóc chứ không phải là xấu. Đen quá vậy. Dạ, phải nắng mà chị. Làm gì mà qua chơi đàn trai dữ vậy. Qua biểu chê tóc tôi không đẹp chị. Thôi. Mời bạn nữ. Thôi, bây giờ ta giới thiệu về mình đi. Đầu tiên thì em xin chào anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường và tất cả các anh giả. Em tên là Đào Thanh Trung, năm nay em 27 tuổi. Hiện tại đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Làm nghề gì? Dạ, em đại em làm xây dựng anh. Em là kỹ sư xây dựng hay là sao? Dạ, kỹ sư xây dựng anh. Quê ở đâu bạn? Dạ, quê em ở Kon Tum và hiện tại em vô Sài Gòn sống được 9 năm rồi. Rồi, em giới thiệu đi em. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Mỹ Duyên, năm nay em 24 tuổi. Em đang là nhân viên tư vấn tài chính. Mình quê ở đâu? Dạ em ở Vĩnh Long chị. Em Vĩnh Long. Cùng quê với chị. Vậy hả? Dạ. Nhưng mà mình làm việc ở đây hay làm việc Vĩnh Long luôn? Dạ không, em làm việc ở Sài Gòn chị. Ở Vĩnh Long dễ thương quá trời quá đất luôn. Sao chưa có bạn trai hả em? Dạ hiện tại thì em cũng có tìm hiểu một vài mối tình đó, nhưng mà nó lận đận hay sao á chị. Người thì em tìm hiểu là đã có gia đình rồi và người thì quen hai ba người gì đó. Cô không hiểu tại sao. Bỏ mấy cái râu ri đó qua một bên đi. Bây giờ là vậy là giờ chưa có mối tình chính thức nào hết hả? Dạ đúng rồi chị. Bạn trai thì sao? Bạn trai cười thì rất là tươi, nghe nói chưa có mối tình sâu sắc nào cười. Rồi sao bạn còn bạn? Dạ em thì trước cũng có một mối tình nhưng mà giờ kết thúc cũng lâu rồi anh. Mối tình nó sâu sắc không? Dạ cũng gần tới anh. Lý do sao mình chia tay? Thì cũng có nhiều lý do đó, thì do hồi còn trẻ cũng ham chơi này nọ kia. Giờ còn ham chơi không? Dạ giờ ham gì chơi rồi anh. Ủa giờ già rồi hả? Dạ hết rồi trâu rồi anh. 27 anh. 27, một năm hai năm nữa cũng lấy đi vợ được rồi ha. Rồi. Bây giờ mình có ưu khuyết điểm gì không? Ưu điểm của em thì nói chung thì ưu điểm cũng không biết nói sao. Ủa, sao nói vậy đi? Dạ chắc ưu điểm ít. Rồi khuyết điểm có nhiều không? Khuyết điểm thì nói chung là ngủ thì cũng hay ngáy, hay thích tụ tập bạn bè đi chơi bời. Chơi bời gì? Chơi bời là chơi gì? Dạ thì về nhà tổ chức ăn nhậu về nhà. Nhậu dữ lắm hả? Dạ không, lâu lâu cũng nhậu, tuần hai tuần tháng nhậu. Trong xây dựng thì nhậu dữ lắm nè. Dạ, có luôn anh. Rồi bạn gái có ưu điểm gì? Ưu điểm của em thì em cũng biết nấu ăn, em có thể chơi thể thao một số môn. Môn gì? Dạ em có thể chơi cầu lông rồi đá bóng như vậy. Trời đá bóng luôn hả? Tướng gì mà chơi đá bóng hả? Vị trí nào em? Dạ thủ môn anh ơi. Trời ơi. Nhìn là hết hồn luôn. Rồi khuyết điểm của mình là gì? Dạ khuyết điểm em thì hơi nhiều quá chị. Dạ em thì hơi nóng tính. Lại tính em nó hay quên lắm. Nhiều khi em hay quên tên người khác mới nói em lại quên tiêu. Nãy giờ em biết anh bản tên gì không? Em quên rồi chị. Nói lại anh ơi, tao quên rồi. Tên Trung bạn ơi. Dạ, dạ chào Trung. Trung TR. Trung đó nha, nhớ nha. Dạ em nhớ rồi anh ơi. Nhớ nha. Chị cũng hay quên. Còn em muốn đi tìm một đối tượng của mình như thế nào? Dạ một người phụ nữ nói chung là biết lo cho gia đình. Phụ nữ nào cũng biết lo gia đình hết trơn, dạ, khỏi lo. Hiền hòa. Dạ. Phụ nữ nào cũng hiền, không lâu có người giữ. Không có xe xua. Xe xua là sao? Không xăm mình hoặc là hay là nhuộm tóc những màu nó quá sáng gì. Trời ơi chết rồi, chết vàng, chết rồi. Màu đỏ hoặc màu gì đó, tím nữa. Nó nhuộm cho đẹp có gì đâu. Phụ nữ ta làm đẹp có sao đâu bạn. Kỳ hả? Nói chung người Việt Nam mình có tóc đen nó đẹp có gì đâu anh. Không thích màu gì hết hả? Dạ không. Giờ cái xu hướng mới là các bạn trẻ hay xăm chút xíu không được hả? Xăm nhẹ mà xăm ở đâu nhỏ không sao, nhưng mà xăm lớn có gì nó ghê quá. Ủa tôi nhuộm tóc mắc mớ gì đến chú. Thì em đâu có nói là em thích chị đâu. Thật ra nhuộm tóc không đẹp thôi mà. Tôi đẹp mà. Chị đẹp về khuôn mặt chứ đâu đẹp tóc đâu. Tóc nhuộm là xấu. Không phải xấu mà là em không thích nhuộm tóc chứ không phải là xấu. Đen quá vậy. Dạ phơi nắng mà chị. Làm gì mà qua chơi đàn trai dữ vậy. Ủa ai biểu chê tóc tôi không đẹp chi. Thôi trả thù. Không nói vậy thôi chứ lỗ tai này tướng này giàu lắm nè. Làm kỹ sư có nhà chưa? Dạ nhà thì ba mẹ cũng mua cho ở rồi. Sao mình đi làm bao nhiêu năm không tự mua được mà phải nhờ ba mẹ? Dạ không phải, ba mẹ muốn cho mình ở trong đó. Vậy ba mẹ vô ở ra vô á, thì em sắp tới em cũng mua một căn hộ mới hoặc là sửa chữa nâng cấp nhà lại. Có tài năng gì không? Có tài năng em gì thì tài năng không, em chẳng có tài năng gì hết. Em hát thì hát dở thôi, nói chung thì cô bên đây cô gái Vĩnh Long đẹp cực kỳ. Dạ. Nói vậy đó là hiểu rồi. Bài ca xây dựng đi đúng nghề em đi em. Dạ, bài ca xây dựng hát được. Được. Rồi làm đi. Bạn đời ơi, bạn có nghe sang niềm vui của những người dọn đến ngôi nhà mới mà chúng tôi vừa xây xong. Và em thân yêu ơi, ngày mai chúng ta là lên đường đến những chân trời mới. Tình yêu của đôi ta về ngôi nhà hằng mong ước sẽ tràn hòa trong niềm vui chung như nước sông ra biển lớn. Bạn đời ơi,
Hãy tin, hãy yêu và hát cùng chúng tôi những người thợ xây tình yêu cuộc đời mới. Đó, hát vậy được rồi. Mà nó nghe nè. Dạ. Thấy ông này làm như dơ dơ không sạch ta. Sao dơ sạch vậy? Do ánh đèn cái pha mới vô. Mới đi làm về luôn hả? Cái nón này là sao đem lên đây làm chi? Em thì hồi sáng không trần nhưng mà em về tắm rồi mới qua đây. Có tắm chưa? Dạ có rồi. Ừ, cái kia là cái gì vậy? Dạ anh chim. Nhưng mà để làm gì? Thì tặng bạn gái. À tặng. Dạ. Gặp mặt tặng chim. Dạ. Gặp bạn trai quá, trai cũng ngon lắm chứ mà cũng giỡn hả? Kỹ sư xây dựng hát hay. Tôi thấy bạn chim có gì đẹp ngon, nữa. Có con chim này. Chào em gái, trời dễ thương quá. Kỹ sư xây dựng có con chim đẹp. Chưa biết có hẹn hò được hay không, thấy lời có con chim là được. Chim có bông hay là chim chim thiệt mà. Chim thiệt. Chim thiệt luôn. Ừ, thấy chim thiệt chưa? Vậy đừng làm chết tôi chim ảnh nha. Dạ chim thiệt thì em nâng niu lắm mà không để cho chết rồi. Em không thích gì ở người đàn ông? Dạ em không thích là người nam mà ngồi cứ rung đùi rung chân rất ghế vậy á. Ủa cái vụ đó đâu ảnh hưởng gì tới cuộc sống đâu. Có một bài hát mình ngồi mình rung đùi, mình ngồi mình rung chân, cứ rung bình thường mà. Không anh, ví dụ như rung đùi thì ở nhà mình có thể rung đùi được, nhưng mà mình đến một cái nơi nào đó hoặc là hay là mình đi ngồi ăn tiệc gì đó mình ngồi mình rung đùi vậy nó kỳ lắm anh. Ờ cũng được ha. Còn gì nữa không? Không em không dạ thích. Em không thích ngửa dơ. Thấy chưa? Mình bảo nói dơ. Không có dơ, tại em nói thôi chứ làm dơ dơ. Em không thích ngửa để móng tay dài. Dạ, không nói nha người. Có không? Cái này người ta đi nắng nó đen thôi chứ không phải. Có để móng tay dài không? Có móng thôi. Là để một móng dài. Một móng dài thôi khúc hả? Móng ngón nào anh? Ngón cái, để gãi mà. Dạ phải cắt nó được anh. Rồi còn yêu cầu gì nữa không? Bây giờ cao trên 1m65. Cao 1m65. Đừng đen quá gì đừng thấy gì. Ừ à, ta làm công trình mà. Hói nữa hả? Ủa sao mà cô này cũng thích gì lạ ta? Người ta rung đùi thì kệ, người ta hói thì kệ, người ta miễn sao ta lo cho tốt là được rồi. Dạ là ngay từ đầu em không thích, em không ấn tượng là không có chọn được rồi đó anh. À dạ. Dạ. Mà thường đặc biệt mấy người đến ta hay tốt lắm em ơi. Anh chỉ nói vậy thôi. Đó là quyền của người ta, giờ người ta không thích thì chịu thôi chứ biết sao. Vậy có mấy người dưới đang ngồi rung chân nghe cô nói. Vậy tự nhiên của họ mà tự nhiên đó cái anh bên đó mắc mới người ta nhuộm tóc anh không thích, đúng không? Bên đây rung đùi người ta không thích. Sở thích riêng chị ơi. Rồi. Rồi. Nãy giờ cô ấy đưa ra cái tiêu chuẩn vậy em thấy em đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Dạ nói chung về chiều cao thì em khả năng em được. Còn mấy thứ kia? Dạ, còn đen thì em chắc em đen hết rồi đó, hết phần đen đó. Nói vậy thôi chứ anh kia là công việc ổn định nè, nhà cửa ổn định nè. Dạ mọi thứ cũng ok. Bây giờ hỏi thăm ý kiến người thân đi, hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với ba, với mẹ, với chị của em chị. Dạ chào cô chú. Cô thấy tình hình con rể tương lai có được không cô? Về ngoài thì thấy cũng được, nhưng mà giờ ăn thua hai trẻ thì hả, nó hợp nhau thì tiến tới thôi chứ người lớn mình chỉ chứng kiến thôi. Nhưng mà cô dạ. Có đưa ra cái tiêu chuẩn gì trước khi mà đến đây không cô? Chú có ý kiến gì không chú? Thì thấy bạn nam này thấy cũng thành thật cũng được, thì tôi có nhiều ý kiến như thế. Trung nói chuyện với cô chú đi, nói chuyện với hai bác đi. Dạ thì trước thì có hai bác thì và có chị và chung có khán giả thì con cũng xin phép hai bác xuống thăm nhà hai bác, con nhắc qua mẹ con rảnh rỗi con mời ba mẹ con xuống chơi thăm gia đình hai bác luôn. Dạ. À Trung có đi với ai không? Em gái. Rồi em gái. Chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh ạ. Em là em họ của anh Trung ạ. Mà em có một ý kiến thế này là anh Trung á thì nói chung là tính anh cũng hơi nóng tính một chút xíu. Nhưng mà thực ra thì cũng sống tình cảm. Em cũng mong là hai người có thể đến được với nhau ạ. À, nhưng mà em nhận xét chị gái bên này như thế nào? Nói chung là mọi cái em thấy đều là tốt hết ạ. Rồi, mình cũng nghe ý kiến người thân ở trơn nè ha. Bây giờ dạ. Giây phút gặp mặt nhau nha. Rồi, bắt đầu. Tặng chim đi chứ còn chần chờ gì nữa. Để con chim tặng bạn. Dạ, đúng rồi. Thích không em? Lần đầu tiên tôi mới thấy trong tình yêu lần đầu tiên gặp mặt tặng chim cũng lạ. Dạ, hiện tại thì anh đang sống với anh chị hay là sống một mình? Hiện tại thì mình đang sống với em trai. Anh với mình gì đây? Mình là trả chim lại à? Tự tin lên đi lấy vợ mà mình. Em có gì hỏi thêm không? Cứ hỏi anh sẽ trả lời hết cho em những gì em muốn. Vậy anh có gì hỏi em không? Nói chung là nhìn em cũng rất là dễ thương. Nói chung lần đầu nhìn em nói chung là quật ngoài suy nghĩ anh nghĩ. Dạ đúng rồi. Lúc nãy em cũng nghe em gái nói là anh nóng tính á. Tại vì tính em cũng hơi nóng tính. Nhưng mà nếu mà có việc gì anh có nhường em không? Mình nói thật ra thì nóng thì cũng phải có đúng cái nóng thôi. Còn nếu mà hai người đều nóng thì mỗi người nhịn nhau một cái mết nóng rồi nói chuyện tiếp chứ. Nhưng mà người nào sẽ nhịn? Nói chung bạn nóng mình lâu ngày mình chơi chán rồi hết nóng mình về. Rồi mọi người nói một câu
thật là tình cảm, chúng ta sẽ kết thúc cuộc nói chuyện. Anh thì không, anh nói không có hay, không có giỏi, nhưng mà nói chung thì kỳ đất hoài. Đâu có chị. Bây giờ mình nghĩ sao, tận đáy lòng bây giờ mình cảm nhận cô ấy thế nào, nó có rung động chưa? Nói chung thì thấy bạn gái cũng rất thật xinh, và mình thấy là mình cũng đã kết bạn rồi đó. Thì có sao nữa thôi, thì hết không biết nói nữa. Anh em tự nhiên qua đâu bạn ở đây, mình ở đây vậy trời. Không, thường yêu á hay bối rối lắm. Bạn nữ, bạn cảm thấy như thế nào? À, dạ, thì đến với chương trình hôm nay thì em cũng nghĩ là ví dụ như hôm nay mình gặp lại nhau cũng là một cái duyên rồi. Thì cái tương lai như thế nào thì có thể để thời gian để trả lời tiếp cái vấn đề đó. Dạ. Hết thời gian. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. 1 2 3 Hết thời gian. Hơi giật mình. Rồi. Bạn nữ hình như là bấm hơi chậm. Vâng, tại vì em đến với chương trình là một điều rất là nghiêm túc, cho nên em cũng phải suy nghĩ về cho nó chu đáo một tí ạ. À. Tất cả mọi người đến đây đều có một cái suy nghĩ rất là nghiêm túc. Yeah. Bởi chương trình này đã tạo cho rất nhiều người đã thành vợ thành chồng rồi, sanh có con mẹ, có cái luôn rồi. Và sự nghiêm túc đó được thể hiện ngày hôm nay chính cái nút bấm của bạn. Rồi, chúc mừng hai bạn nhé. Mình yêu người nào hỏi em đến đo coi chiều cao chiều thấp, rồi coi kỹ thuật bờ mái tóc kia làm sao. Có phải đó không chị? Nè, để bên đây á, em hai tháng hết rồi bên kia coi được không được trả lời luôn chứ, thấy chị chuyển máy bay nè, em không nổi được, máy bay không nổi. Em tên gì? Dạ, em tên là Oanh. Oanh. Kim Oanh. Kim Oanh. Oanh dạ. Đang làm gì nè? Dạ, em đang học đại học năm tư. Năm tư là cũng 22 tuổi rồi đúng không? Dạ. Sao thấy có chút ghét gì thiếu ăn hả? Thì sao hôm nay phong cách lại vậy? Bình thường em cũng vậy hả? Dạ, bình thường em mặc y như vậy đi học. À. Ban biên tập bảo em là em mặc đồ sao em thấy thoải mái và tự tin nhất. Vậy là tự tin nhất là đúng không? Dạ. Ok, chị sẽ tôn trọng ý kiến của em. Chúng ta thử xem cảnh tay chúng ta ăn mặc như thế nào nha. Xin mời. Chào bạn. Gì mà chỉ chỗ tôi. Trung hậu. Dạ, 24 tuổi. À, hiện nay là kỹ sư bảo trì máy bay của công ty Vietjet Air. Bảo trì máy bay. Dạ. Wow, nha. Tức là máy bay hư sửa. Dạ đúng rồi. Hư cũng sửa. Dạ đúng rồi, đúng em là đã quy trách nhiệm về an toàn kỹ thuật của máy bay. Khi đi học là em học trường đại học Bách Khoa. Máy bay thì đôi khi cũng sống trên mây không à. Thật chắc thì tụi em làm gì chứ đất không mà không có lên, không có lên. Không có lên trên. Dạ, đúng rồi. Vậy sao máy bay đang bay mà sửa? Bay đáp lên từ cái sửa nhanh lên. Nói chuyện gì vậy trời. Tôi hỏi cụ thể bạn bảo trì máy bay là như thế nào? Sửa cánh máy bay, đồng máy bay, trong máy bay là như thế nào? Dạ đúng rồi, sửa tất cả máy bay luôn. Chẳng hạn ví dụ như là bánh khi mà bị mòn thì mình thay. Vừa rồi thì máy bay bay rớt cái bánh ra ngoài đó. Bảo trì làm sao? Cái đó không phải của em. Cái ngày mà bạn nghỉ thì bạn làm cái gì? Thì em cũng đi chơi đá banh với bạn bè, với những đồng nghiệp trong công ty. Mà có đủ được bạn bè nhiều thì em đi chơi, đi phượt. À, còn em bình thường thì những lúc rảnh rỗi ngoài việc học thì em đi đâu, làm gì? Sở thích của em? Dạ, em thích ăn kem. Gì trời, không em thích ăn kem. Mà sao? Dạ, em về nhà mà em ở nhà với mẹ. Ở nhà với mẹ hả? Dạ. Rồi chơi bạn bè đồ đông không? Dạ, cũng đông nhưng toàn con gái. Hôm nay có ai theo cổ vũ mình không? Dạ, có, rất là nhiều. Đâu, rất nhiều đâu, ai đâu. Dạ. Tôi thấy cái bảng kìa. Cái gì đứa đứa bảng hết đó. Hẹn hò đi quanh. Ủa là sao bất chấp hết, là sao vậy quanh? Em không biết. Em không biết hả? Mà chị thấy em với nhảnh hồn nhiên quá, đủ tuổi yêu chưa vậy trời? Thấy cái bảng tôi thấy bên đây mừng rồi. Sao bất chấp hết, vậy? Hẹn hò đi quanh. Bạn em cũng nói em vậy á. Bạn em nói em sao? Bạn em nói em là chưa chuyển từ con nít qua người lớn. Chưa chuyển từ con nít qua người lớn. Là đang còn lưng chừng lửng đó hả? Trời ơi trời. Hồi đó giờ đã yêu lần nào chưa? Dạ chưa. Chưa luôn? Dạ. Vậy lần này tới đây là tìm cảm giác mới lạ phải không? Lần đầu tiên phải không? Dạ. Mẹ cho không? Dạ mẹ em không biết. Đi tới đây mà không có cho mẹ biết. Dạ. Đúng không mẹ hả? Rồi bây giờ hiện giờ đuổi mẹ coi tivi rồi mẹ thấy ngồi trên này rồi kiếm con trai rồi sao? Dạ không sao. Không sao? Dạ. Rồi dẫn bạn trai về rồi nhà chịu không? Rồi không chịu rồi sao? Dạ không chịu chắc thôi. Rồi. Sao thôi? Không chịu mình phải tìm cách nào chứ, giờ không chịu rồi thôi. Dạ. Đúng rồi. Dạ. 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 Dạ.
Tới mức mà chuẩn bị cưới xong dắt về tự nhiên ba mẹ không đồng ý bạn gì thôi luôn. Cái này hơi liều lĩnh. Hơi liều lĩnh đúng không? Dạ đúng rồi. Bạn sở thích của bạn như thế nào về một cái người bạn đời của mình? Về cái nếu mà người bạn đời của em thì em nghĩ là cá tính, thứ hai là dịu dàng, thứ ba là tóc dài, thứ hai là phải biết nấu ăn. Tóc dài biết nấu ăn? Dạ. Và tôi chuyển về BMI, chuyển về tỷ lệ giữa cân nặng và chiều cao. Dạ. Tại vì em học bên kỹ thuật, bên em là hỏi cái gì phải có tiêu chuẩn hết. À, tiêu chuẩn bạn gái giống như tiêu chuẩn máy bay thì cũng gần như vậy. Vậy đó hả? Dạ. Dạ, cái này khó rồi nha. Tự nhiên mình yêu người nào hỏi em đến đo coi chiều cao, chiều thấp, rồi coi kỹ thuật bờ máy móc kia kia là sao. Giờ nè, để bên đây á, em khai thác hết rồi, bên kia coi được không được trả lời luôn. Chứ thấy tiêu chuẩn máy bay em đi theo không nổi rồi, máy bay không nổi. Tay người ta đi dưới đất không à, người ta mang giày chạy bộ. Đó, bây giờ bên đó rồi nấu ăn tóc dài thì tóc dài thì bây giờ một năm sau nó dài, được chưa? Bây giờ biết nấu ăn không? Nhỏ xíu vậy chắc ăn không có sao nấu được. Dạ không, em nấu ăn rất là ngon. Ủa thiệt không? Dạ. Nấu được mấy món gì? Trứng lộn hay trứng chiên? Em có thể nấu nhiều món. Tại vì em ở trên em ở trọ nên là em tự nấu ăn đúng đa không? Đa số là em nấu ăn. Rồi bây giờ em muốn cái người bạn trai em là người như thế nào? Em thích con trai nhìn vô hiền hiền chút. Hiền hiền. Dạ. Hiền là hiền sao? Nhìn vô bắt mắt mà mình nhìn vào là mình thấy anh ấy hiền. Bắt mắt lắm. Nhìn vô là hiền liền. Dạ. Cao thấp mập ốm gì không? Em thích con trai cao hơn em. Cao hơn em được, bên kia cũng thích gái lùn hơn vậy là được rồi. Còn cái gì nữa không? Em thích con trai học bách khoa. Học bách khoa đúng luôn rồi, học bách khoa hồi nãy nghe nói học bách khoa luôn đó, rồi ra học kỹ thuật rồi ra làm sửa máy bay rồi luôn đó nha. Tóm lại là bạn thấy những yêu cầu của bạn gái thì mình có thể đáp ứng được không? Nghĩ là thể đáp ứng được. Thể đáp ứng được. Nhưng mà cái vụ mà giống máy bay là không biết mình kia đáp ứng được không mà nha. Vụ đó lạ lắm à. Chắc khó. Nghĩ là thấy mình khó. Khi mà yêu nhau thì thấy mình những cái điểm gì mình phải bù đắp cho nhau vẫn được. À, bạn quê ở đâu? Dạ em quê ở Đồng Nai. Đồng Nai. Tôi thấy bạn đeo cái chìa khóa gì mà lạ vậy? Dạ cái này là cái đồ dùng của em là khi em đi làm việc cũng như là một người bạn thân thiết em ấy, mỗi khi em làm đi làm em cầm theo những để sửa những cái hỏng hóc như là sửa nhanh. Ý là nay là gặp bạn gái là con có gì sửa là cái đó luôn. Dạ cũng đúng. Cũng đúng luôn hả? Bây giờ cho nhìn nha, cho nhìn cái trong 2 phút mà biết sửa gì cái gì. À, dạ đúng rồi. Trời ơi trời, có đem theo đồ nghề không? Có gì. Coi chừng em pha sửa luôn á. Bây giờ coi chị nè, giờ coi chị có gì sửa giùm chị trước đi thì cảm ơn nè. Trời ơi cái gì kỳ vậy trời. Ông hạ cánh giùm tôi cái nha. Dạ em hạ cánh thôi. Đây chị. Trời ơi vậy. Đây là cái đồ nghề của em. Gõ đầu người ta hả? Dạ không em nè, chỉ sửa máy bay thôi, còn người em sửa không được. Mà đây đâu có máy bay đâu mà đem đây mà sửa. Cái này là đi làm, món đi hay đi học, đi đâu em vẫn đem theo, phải sửa xem ra nữa. Cứ thấy cái gì còn còn là chặn. Không dám chê, không chê sao nó chặn cái mỏ tôi lại nè. Không dám chê, không dám chê con nào luôn. Trời ơi, sao bữa nay gặp toàn thằng độc không? Bạn có thần tượng ai để mình chọn yêu giống giống vậy không? Em thần tượng ca sĩ Mỹ Tâm. Mỹ Tâm hả? Mặt tôi kia giống Mỹ Tâm không? Coi thử coi nha. Thần tượng Mỹ Tâm. Bạn có thần nghệ sĩ nào không? Dạ không. Không có. Thích bạn người thật chuyện thật. Thích người thật thật đúng không? Bây giờ cái tiêu chuẩn bạn ấy đề ra em có đáp ứng được không? Khó. Khó hả? Dạ. Xem, nhìn nhau biết khó không? Khó mấy cũng vượt qua hết. Bên đó có biết đi ăn kem không? Bên đây thích đi ăn kem lắm á nha. Bên đây không thích ăn kem mà thích ăn cà rem được không? Rồi, chuẩn bị. Chúng ta sẽ có 2 phút để gặp nhau. Mời màn kéo lên. Trời, tôi tưởng cầm cái mỏ lớp chứ. Cầm bó hoa cũng được. Đầu tiên thì em cũng biết là đồng ý không, nhưng mà gặp mặt là cái duyên nên em phải xin tặng bạn. Cảm ơn. Hai phút bắt đầu. Bạn quê đâu? Em cùng quê với anh ở Đồng Nai. À Đồng Nai. Dạ. Như là bạn ăn rất là ngon đúng không? Dạ. Chắc cái dịp nào mình sẽ bếp thử rồi vài món được không? Tôi tiện lắm chứ. Ở là cuối tuần thường bạn thường có đi đâu chơi không? Dạ cuối tuần em về nhà. À về nhà. Là tính cuối tuần đủ đi ăn kem mà về nhà rồi. Chị về quê ăn kem. Ở Đồng Nai không có kem được rồi. Anh có thấy em thế nào?
Chú Mì rất là hiền. Em không hiền đâu. À, em thích đi phượt không? Thích. Ờ. Nghĩa là khởi làm lên kế hoạch cho cái mùa hè sắp tới mà đi phượt được không? Chắc được. À, được. Hết giờ. Mùa hè này em với anh đi phượt với anh Linh. Nha, các bạn đi phượt nha. Ta để tay vào nút bấm. Và bây giờ có 3 tiếng đếm để chúng ta quyết định là có hẹn hò với nhau hay không. Các bạn lưu ý nhé, sau 3 tiếng đếm nếu đồng ý hẹn hò chúng ta sẽ nhấn nút ngay, và không đồng ý thì chúng ta sẽ không nhấn nút. Và bây giờ 3 tiếng đếm bắt đầu. 1 2 Quanh đó là bất chấp hẹn hò đi quanh. Ở dưới là đến dưới ta để vậy. Hai bạn nha, tôi cũng không biết hai bạn hẹn hò không, mà thấy nhóm bạn của Oanh á ở dưới hồi hộp chờ đợi. Hẹn đi Oanh mấy cô này muốn hẹn hết trơn rồi. À đây nè, sướng thấy bay. Bạn không phải đãi cho em một người đâu mà đãi hết cái nhóm này nè, đủ khả năng không? Đủ. Được ha, coi như là tuần này thì đi về Đồng Nai ăn kem, hè này là mình đi phượt. Đúng. Đi đâu nhớ báo chị anh Quỳnh Linh đi ké nha. Okay. Mười mấy năm qua bạn chỉ có đọc truyện không hả? Rồi mày ế phải đọc. Ngoài xem tập truyện ra bạn còn có xem phim hoạt hình không? Dạ có. Cái này chắc cái này hình như mới có 6 tuổi à. Đẹp quá, duyên dáng quá. Em chào. Ừ, à, chị chào em tên gì? Em tên Minh Phương chị. Minh Phương. Dạ. Phương năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 28, cũng đang làm kế toán cho một công ty tư nhân. Rất là duyên dáng, chị rất là ấn tượng với phong cách của em ngày hôm nay đến với chương trình. Rồi chúng ta sẽ gặp gỡ chàng trai đầu tiên trong ngày hôm nay. Xin mời. Mời bạn ngồi. Bạn bên kia, bạn nghe trên bên kia, bạn Phương 28 tuổi làm kế toán. Còn bạn tên là gì? Tên là Nguyễn Minh Chí, 33 tuổi làm điện công nghiệp. Sao ngồi hồi hộp như vậy? Ngồi thoải mái thôi, ngồi thẳng lên, thẳng lên. Thẳng lên. À, có bó hoa rồi yên tâm rồi ha. Phải tự tin lên chứ. Đó giờ bạn có nhiều lần bạn tặng hoa bạn gái chưa? Dạ chưa. Chưa bao giờ? Dạ chưa. Không tin. 33 tuổi mà chưa tặng bạn gái cái bó hoa nào? Chưa. Vậy sao tao chịu? Không có bạn gái đâu, lấy gì mà tặng. Đúng rồi. Không có luôn. Không có. Bạn có để ý ai chưa? Có để ý thương một người nhưng mà thương đơn phương. Yêu đơn phương. Vậy là lâu lắm không, đúng không? Dạ lâu rồi. Bạn biết lý do tại sao bạn gái không yêu bạn không? Xấu trai. Xấu trai hả? Xấu cỡ nào lận? Cỡ chí tẹo chị. Trời ơi. Còn gì nữa? Nhát gái. Nhát gái hả? Nhát làm sao? Gặp bạn gái vậy không dám thổ lộ tình cảm. Mai mốt gặp ai mình thích người nào cũng ôm bụng đại luôn, được không? Guốc nó bay vô đầu. Trời ơi, cái gì mà đâu mà khi mà guốc bay vô đầu nó nghe dễ sợ quá em. Dạ guốc không, em mang gì đây? Mang giày hả? Bên đây mang giày, không có mang guốc. Còn em mà trước giờ em đã có mối tình nào chưa? Dạ có một chị. Cách đây bao lâu rồi? Cũng lâu rồi chị. Tại sao chia tay? Nói chung không hợp nhau nữa. Ờ, vậy suốt từ lúc mà chia tay với người bạn trai đến giờ là em không có gặp một đối tượng nào hết hả? Dạ thì ở trong công ty có, nhưng mà cái anh đó thương em nhưng mà em không có thương. Tại sao? Lúc đó em cần thương người cũ. À, nhưng rồi tới bây giờ thì anh đó không còn yêu bạn nữa hả? Dạ, anh ấy yêu một chị trong công ty đó. Trời đất ơi, vậy là lỡ một cơ hội rồi. Bởi vì tình duyên đến là mình phải bắt chụp liền, không có để nó qua nữa. Cho nên hôm nay mà thấy được là phải chụp liền nha. Chụp liền nha, bên đây là lâu lắm là chưa có người yêu đó nha, cũng muốn yêu lắm rồi đó. À, bạn nam, à, ngoài cái công việc đi làm ra thì bạn còn sở thích của bạn là làm gì nữa? Dạ, một là nhà đọc truyện với chơi game. Bạn thường đọc truyện gì? Truyện tranh. Truyện tranh hả? Tại sao ba mấy tuổi đọc truyện tranh? Đọc nhiều không? Mất nhiều không mà giờ tổng cộng số truyện của em là khoảng 1.700 cuốn. Trời đất ơi. 1.700 cuốn trong gia đình, mà đọc hoài luôn, cứ làm gì đọc truyện. Vậy đâu có quan tâm với tình yêu đâu. Tại xấu trai đâu biết rằng không ai thương mình nên quan tâm chi. Không lẽ mười mấy năm qua bạn chỉ có đọc truyện không hả? Rồi mày ế phải đọc. Ngoài xem đọc truyện ra bạn còn có xem phim hoạt hình không? Dạ có. Cái này chắc cái này hình như mới có 6 tuổi à.
Rồi phim hoạt hình coi phim gì em? Bảy viên ngọc rồng với Doraemon. Doraemon bên này nó coi Doraemon hả? À, dạ. Bên đây là Doraemon. Rồi em nhà có nhiêu cái chuyện? Dạ không, em ra ngoài mướn thôi mà chị. Ra ngoài mướn ha, mai mốt khỏi mướn. Qua anh đó lấy coi khỏi mướn, đỡ tốn tiền. Theo em nghĩ mẫu người như thế nào thì sẽ phù hợp với em? Thẳng thắn, hòa đồng, vui vẻ. Còn về ngoại hình? Nhìn cũng tương đối giống như anh Quyền Linh là được rồi. Trời ơi, tương đối mà như anh Quyền Linh là được. Anh Quyền Linh chị cũng thích đó em à. Cảm ơn bạn nha bạn. À, em nè, cái điểm gì mà em nghĩ là nếu em dắt người bạn trai em về mà gia đình em không đồng ý? Không có thích là không có uống rượu, không có hút thuốc, không thích làm biếng. Trời ơi, không thích uống rượu, không thích hút thuốc mà đặc biệt là không thích làm biếng. Bạn sao? Uống rượu không? Không. Hút thuốc không? Có nhỏ xíu vậy trời. Hút nhiều không? Hai ngàn gói. Có làm biếng không? Dạ không. Nếu như bạn kia đề nghị bạn bỏ, không bỏ không? Nếu như bạn kia là gì của mình đề nghị mình bỏ. Là gì của mình mới bỏ, còn không là gì khuyên không bỏ. Mẫu người lý tưởng của bạn là như thế nào? Mẫu người lý tưởng thì hậu mập cũng không ốm, cao 1m6. Mét sáu có đủ hết trơn á. Gì nữa? Nhiều chung đó được, nhiều đó thôi ha. Rồi để xem thử coi thế nào nha. Em cần nói đi trước khi ảnh kể ảnh mình thích cao nhiêu, luộc nhiêu, mập nhiêu. Dạ cao cỡ anh Quyền Linh này đi. Anh Quyền Linh nó không cao mà giờ em thích anh Quyền Linh hoài vậy trời. Vậy là khen anh đúng không? Cái gì mà cứ đúng không em? Dạ. Em thấy anh đẹp trai không? Không. Cảm ơn em nhiều nha. Hy vọng em sẽ thích các bạn giống anh. Các bạn này hơi chậm xíu nhưng mà hiền cũng sao. Không sao đâu anh, chậm mà chắc. Chậm chắc đúng không? Đúng. Ok. Thấy được á. Anh thấy được chứ em đâu thấy được đâu. Hả? Anh thấy chứ em đâu thấy được đâu. Rồi để chị coi có giống anh Quyền Linh không nha. Bây giờ anh Quyền Linh 10 điểm thì coi anh này mấy điểm nha. Trời ơi, tôi chưa thấy cái mặt mà tôi không chịu rồi đó. Tôi đề nghị về cắt ngắn cái ngón tay út. Đưa ngón tay út ra cho người ta coi cái gì mà để dài gần vậy, để dài vậy làm cái gì? Để ngón tay làm gì vậy? Hả? Theo bạn để ngón tay nó làm gì? Dánh lên nữa. Chỗ nào ngứa đi gãi. Trời ơi trời. Rồi đứng lên coi cao bằng anh Quyền Linh không? Dạ thấp hơn thì. Đứng lên coi là được mấy điểm so với ảnh. Linh đứng coi anh Linh. Đâu anh Linh đánh cao tại vì tóc anh chỉ lên á, để tóc dài chỉ lên là bằng ảnh à. Rồi về chiều cao là được, quan trọng là tâm hồn thôi, chiều cao cũng quan trọng đâu. Rồi ngồi xuống đi bạn. Đúng rồi. Vậy các tường gửi soi mói tao quá. Soi cái gì, tôi mới quay qua thấy cái ót không mà đưa ngón tay đâu quắc tôi vậy là sao, mà tôi đâu có ngứa đâu mà gãi tôi trời. Nói chung là cũng gần giống anh Nguyễn Linh, chị hy vọng là em sẽ thích người bạn trai ngồi kế bên kia. Bây giờ chúng ta hãy cho hai bạn đối diện trực tiếp với nhau để có những giây phút tâm sự trực tiếp với nhau để xem có quyết định chọn nhau hay là không. Rồi, xin mời. Mời kéo màn lên. Chúng ta có 2 phút để nhìn nhau, để trò chuyện với nhau, quyết định xem có đồng ý hẹn hò không. 2 phút. Bắt đầu. Dấu cái ngón tay vô. Lấy bông mà cũng chậm nữa. Cái gì vậy trời, lấy bông hết 1 phút rồi đó. Bữa nay ngày gặp mặt thì mình sẵn khoảng một phong hề mà. Dạ, cảm ơn anh. Trời ơi, từ tốn dễ sợ. Nói đi, có 2 phút thôi đó. Cãi hoài. Nói gì anh? Hả? Nói gì vậy? Nói gì anh, nói gì thì nói gì tôi hỏi tôi. Thôi em hỏi trước đi em, mình lấn sân đi. Công việc của anh sao anh? Nói chung là công việc anh giờ cũng không định. Anh giờ làm ở đâu rồi? Anh làm quận 5. Em làm Tân Phú. Tân Phú. Ủa, Tân Phú đường nào vậy? Dạ đường Trương Vĩnh Ký anh. Không biết. Rồi tiếp. Trời ơi duyên quá, mặt đỏ trơn rồi kìa. Cười hoài, đưa cái hàm răng ra hoài. Còn 2 tiếng luôn á, làm gì làm đi. Nó hết được rồi. Sao hết được, sao nhìn tôi nhìn kia nhìn tôi chi. Cố gắng đi. Ủa vậy nhà, em ở nhà với mẹ hả? Dạ. Khoan, xí cho hỏi cái này, nãy nói tên gì vậy? Dạ. Nãy nói tên gì vậy? Em tên Minh Phương anh. Minh Phương à? Dạ.
giờ rồi ông à. Khổ ông ghê vậy đó. Để tới sáng cũng vậy. Tới sáng ông ngộn cái vậy hoài à. Bà có 3 tiếng đếm để quyết định. Trời ơi là trời. Vậy sao có người yêu? Sau 3 tiếng đếm, đồng ý nhấn nút liền. Suy nghĩ kỹ nha. Đồng ý thì bấm nút, không đồng ý thì không cần bấm. Tiếp tục về đọc truyện, coi phim hoạt hình. Một, hai, ba. Hết thời gian. Sao giờ cảm giác thế nào? Tim nó nhảy ra ngoài. Ra ngoài hả? Sao bạn không ý bấm? Em lụm vô. Gùng quá lỡ bấm luôn. Còn em sao em được đồng ý chọn cái bạn trai kế bên vậy? Chị thấy không có được gì hết trơn á. Từ từ tìm hiểu thêm. Từ từ tìm hiểu thêm ha. Dạ. Đố không hùng bạn cái được á. Nắm tay, hai người nắm tay cái đã, nắm tay cái coi. Mọi người muốn hai người hôn nhau cái không? Dám làm? Dám làm không? Không đi, có điều kiện. Bây giờ thầy gặp thuyền chuyển cũng hơi khó khăn. Dạ. Bây thời buổi này hơn, vô biên chế nhà nước khó lắm, anh không thích được khó. Dạ. Anh đã được vô biên chế rồi ạ? À? Anh vô biên chế anh dạy 18 năm rồi mà. Dạ. Như vậy là bây giờ là thằng dân Long An luôn rồi đó không anh? Dân Long An rồi, anh vô trong này là 22 năm, học sư phạm 3 năm, rồi đi dạy 18 năm. Yeah. Rồi, bây giờ là chắc chắn rồi, hỏi một câu của thầy chưa có con đúng không? Em đảm bảo chưa có con. Thôi, có số điện thoại của thầy cô ở trên trường cũng vẫn còn. Hay là có chưa biết? Trời ơi, chưa có anh ơi, em nói cho thầy thành giám rồi sao nói dám trước mọi người được. Ủa, mà nói nghe nè thầy ơi, nghe nè thầy, mà tại sao lúc đó thầy 5 năm rồi mà thầy chưa có con, hay là thầy có khả năng có con không? Trời ơi, thử nó biết mạnh khỏe nè, thì biết tắt em hết cho em sáng nào ông tập thể dục. Chuyện thích đất không quan trọng, không quan trọng, không liên quan. Thích đất với đẻ con nó khác xa nhau. Có nhiều người thích đất rất là giỏi nhưng đẻ con không được. Tại biết sao không, cái vấn đề mà vợ chồng cứ trục trặc hoài, cái tâm lý anh, cái chị tâm lý nó không thoải mái đó. Không thoải mái vậy gì? Cái về cái lúc mấy cả em hỏi á, em hỏi vợ chồng, hỏi cô á, sao không có con, hay là đi khám đi. Cô ấy tức, cô nói chứ việc gì mà phải khám, mà có bệnh hoạn gì đâu mà cứ kêu khám. Cô cứ vậy rồi. Vậy à, đâu phải bệnh hoạn gì đó, mình vẫn đi khám, mình biết mình phát hiện. Sao em kêu cô cả hai đứa cùng đi khám, cô chị không chịu đi khám. Bây giờ một mình anh em đi khám đi, là có anh có khỏe không? Dạ thì có yêu cầu thì nhu cầu thì em đi khám. Đúng rồi. Em đi. Đúng, phải khám cho yên tâm. Dạ. Rồi sao lấy nhau về phải đẻ liền. Dạ. Chứ 40 chứ 37 rồi. Dạ. Dạ con mọn. Ha, dạ. Bây giờ đi khám trước đi nha. Dạ. Quen nhau phải làm đi khám liền. Dạ. Bấm nút là đi khám. Dạ. Rồi về nói với cổ là anh có khả năng có con nè, người ta mới dám cưới mình. Dạ. Nha. Dạ. Nha thầy. Dạ. Rồi được, để thầy đảm bảo 100%. Dạ hứa đi nữa là anh sẽ đẻ được. Đâu đẻ được anh sẽ đâu mình phụ đứa đâu mà anh đẻ được anh sao chị phải khẳng định gì cho cổ tin chứ sao đẻ không được năm anh sẽ trợ giúp cho em đẻ được hả? Được nói chung là thầy rất thoải mái, thầy rất là đây là thật tình đó, đây là con người rất là chân thật ha. Dạ. Đừng lo điều đó, bây giờ nó hỏi đủ hết rồi, em thấy tin chưa? Dạ. Rồi. Rồi bây giờ thí dụ như bây giờ về ở chung ba mẹ làm dâu đó, em đồng ý không? À, làm dâu bên nhà anh á hả? Ừ. Dạ em cũng thích ở chung nhiều người trong gia đình. Ừ. Dạ cho nên làm dâu đối với em không thành vấn đề. Bây giờ ba mẹ cũng lớn tuổi rồi ở dạ. Đó rồi mình khỏi mua nhà, mình dành dụm ra số tiền để mình lo cho tương lai. Dạ sẵn là có thời gian đi du lịch luôn. Rồi hay quá. Rồi bây giờ rồi. Hai bạn sẽ giới thiệu về nhau nha. Mời dạ. Bạn nữ giới thiệu về mình trước. À, dạ em tên là Nguyễn Thị Anh Thư, hiện giờ 36 tuổi. Em đang làm việc và sinh sống tại Bình Dương. Em lớn lên tại Gia Lai, thành phố Pleiku. Ừ, vậy là quê mình ở Gia Lai. Dạ đúng. Hiện tại là làm việc ở Bình Dương, là làm công việc gì em? Dạ em làm nhân viên văn phòng chị. Ừ. Dạ. Mình sống ở đó lâu chưa? Dạ nếu mà tính đến thời điểm mà lúc em tốt nghiệp thì làm ở Bình Dương tới bây giờ là được hơn 11 năm. À, cũng thành một cái quê hương thứ hai của mình. Dạ đúng rồi. Rồi mời bạn trai giới thiệu. Chào em, xin chào quý khán giả, chào anh Quyền Ninh và chị Cát Tường và bạn gái bên Phước Chèm. Em tên là Nguyễn Thành Hòa, năm nay 40 tuổi, quê gốc ở Hưng Yên, đến từ thành phố Tân An, tỉnh Long An. Nghề nghiệp là giáo viên tiểu học. Giáo viên tiểu học. Hiện tại là em đang dạy ở đâu?
Dạ. Em đang dạy học ở đâu? À, em đang dạy học ở huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An ạ. Long An. Dạ. Bên đây là Bình Dương hả? Dạ. Chà. Rồi cũng hơi xa nha. Cũng xa mấy đâu. Bình Dương thì cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 30-40 cây, Thủ Thừa cũng cách 30-40 cây, tổng cộng gần 100 cây. 30-30 anh cộng 6 thôi, anh quốc lên tới 100. Đâu có 40 mấy đó, tính ra là chỗ anh này tới thành phố Hồ Chí Minh phải 40 mấy cây. Rồi bây giờ vậy bạn trai nói thử coi, giả tỷ như mình quen bạn gái thì bao lâu mình hẹn hò nhau được một lần gặp? Cái đó cuối tuần là em nên em gặp à, tại em nghỉ thứ bảy chủ nhật không mà. À. Mấy cả cái vấn đề đi lại thì không có khó khăn thì em. Đúng rồi. Em đi xa liên tục á. Đi liên tục luôn. Đi đâu? Liên tục cuối tuần là cứ dành những thời gian là xách xe đi chơi, đi tới Phú Quốc rồi đi từ Long An tới Đà Lạt, đi Nha Trang chơi suốt. Đi xe máy vậy luôn? Đi chơi xe máy đi một mình không à. Quá dữ luôn. Bây giờ Bình Dương là gì đâu? Không có thăm có gì. Không có cửa gì đúng không? Dạ. Như vậy là tuần là lên thứ bảy giật luôn. Đúng rồi. Thứ bảy chủ nhật luôn. Nếu mà bạn gái chấp nhận chứa nên em ở em suốt. Được không em? Ít nhất là mỗi tuần mình cũng được gặp nhau một lần. Dạ. Rồi mình có chứa nữa thì anh ở lại từ 7 qua nhật luôn. Anh sáng chứa mới về luôn. Ông chứa thì mất công anh chạy về rồi sáng chủ nhật anh chạy xuống lại đúng không thầy? Dạ. Không đó. Cần chứa thầy, thầy cứ ở gần đó luôn cũng được. Dạ. Mấy thầy coi có cái nhà trọ nào kế bên đó rồi thầy mướn tháng luôn. Đâu có ở có em có đứa em ở gần Biên Hòa. Đứa em trai ở gần Biên Hòa. À. Có gì về Biên Hòa mà ghé nó lên thôi. Rồi thôi, vậy là bước đầu. Mấy là cả vấn đề đi lại thì vô tư đi. Hay quá vậy, thế này. Bây giờ nè, anh có ưu khuyết điểm gì? Em á, em cái ưu điểm của em á là em thích trẻ con lắm, thích cho con nít lắm. Em thích lắm. Biết không? Tụi học sinh nó ngồi nó viết bài em ao ước làm sao không? Em bước ao ước làm sao mai mốt em có một đứa con như cái đứa học trò của em á. Em thích lắm. Vậy là dễ thôi mà. Dạ. Có vợ là có con thôi mà. Dạ. Có được không? Được. Chẳng được. Men hoàng hoàng. Men hoàng hoàng đúng không? Đó là sở thích hả? Dạ. Trời ơi, em sống hòa đồng vui vẻ mọi người đó. Vậy thầy có khuyết điểm gì không thầy? Cái khuyết điểm của em á là ai mà nói dối cái thứ á, hoặc mà nói cái gì mà không đúng là em nói thẳng luôn. Mà bất cứ cái người đó là ai, em không thích người đó nói dối một điều gì. Nói dối là nói thẳng vô mặt luôn. Là nói thẳng là thôi anh là bao anh nói cho thật đi, cái đó này em biết rồi đó. Thôi anh đừng có nói người ta luôn đúng không? Dạ. Rồi thầy có ưu điểm gì nữa không? Cái ưu điểm là em tìm hiểu, em biết về lịch sử địa lý rất là nhiều. À, thầy giáo mà. À, có điểm mạnh gì nữa không? Mà những anh chị ở đây hỏi em bất cứ biển số xe của tỉnh nào em đọc cho biết liền, rồi biết biểu huyện nào thuộc tỉnh nào em đấy đọc cho hết biết hết. Rồi đọc thử coi nào. Bây giờ từ thành phố Hồ Chí Minh đi một dọc từ Lạng Sơn tới Cà Mau đi. Rồi trời ơi dữ luôn. Thử coi nào. Biển số xe anh đi. Rồi đọc loạt thôi. Biển số xe 11 Lạng Sơn. 12. À chứ 11 Cao Bằng, 12 Lạng Sơn. 13 Hà Bắc Cú. 14 Quảng Ninh. 15. 15 16 Hải Phòng. 15 đâu? 15 mới cả 16 là Hải Phòng. À con. Rồi 17. 17 Thái Bình. 18. 18 Nam Định. 19. 19 Phú Thọ. 20. 20 Thái Nguyên. 21. 21 để mình tính chút. Để mình tính chút. Vậy là được rồi. Cái số 21 thầy không nhớ. Không, 21 là Lào Cai. Ồ. Dạ. Em nhớ là Lào Cai. Đủ rồi. Dạ. Quá dữ ha. Đọc từ thành phố Hồ Chí Minh tới Long An thôi, Bình Dương thôi nè. Bình Dương nè. Bình Dương 61, đúng Long An 62, Tiền Giang 63, Tiền Giang 63, 64, 65, Hậu Giang 66, Đồng Tháp 67, 65 khác à, 65 là Cần Thơ, rồi 65 Cần Thơ, rồi 66 Đồng Tháp 67, An Giang 68, Kiên Giang 69, Cà Mau 70, Tây Ninh 74, Cà Mau 72, Vũng Tàu. Nói chung á là thầy với Linh là có chung cái quan điểm là đọc số xe của các tỉnh, dạ. Tỉnh bạn tôi đọc được mà. Dạ. Rồi mấy cả em nhìn lá quốc kỳ là em biết, không em không phải khẳng định là 100% nhưng 90% em đoán lá quốc kỳ đó thuộc nước nào. Rồi đọc tên nước đó em biết là cái nước đó thuộc châu nào luôn. Nhìn các tường biết là như thế nào không? Chỉ cái tường rất là xinh đẹp. Quá dữ, quá dữ. Rồi ưu điểm ta dài dài. Rồi, rồi, được rồi. Cho biết rồi. Bạn trai là số 1 sao rồi đó. Sao em, nãy giờ em cảm thấy thế nào?
thầy này có một cái sở thích cũng giống em á chị, em cũng thích đi du lịch lắm. Ồ vậy hả? Dạ. Rồi, mai mốt hai người sẽ cùng đi du lịch với nhau. Dạ. Rồi, ưu điểm của mình là cái gì? Mình làm lại coi, nãy giờ mình lép vế rồi. Em thấy anh cũng hơi trùng với em tí xíu, tức là em cũng là một người rất là thẳng tính, nhưng mà có điều là như anh thì anh nhận xét trực tiếp người ta, còn em thì thường em sẽ góp ý rất là tế nhị. Thêm nữa là em là người thích sự sạch sẽ. Không biết anh có thích sạch sẽ không anh? Anh sạch sẽ lắm. Thầy giáo mà không sạch sẽ làm sao gương được cho học sinh em? Dạ, đúng rồi. Sạch sẽ, sạch sẽ. Dạ. Em thích một người biết thương yêu động vật, biết thương yêu con người. Thì trong đó anh có nói là anh thích em bé, em cũng thích em bé luôn. Anh thích bé trai, bé gái anh hả? Nói chung là trời cho bé nào thì mình nhận bé đó. Anh không quan trọng. Đúng rồi. Dạ, thầy dễ chịu quá, em cảm ơn thầy. Thêm nữa thì thật sự ra thì em cũng có một thời gian em cộng tác ở trường đại học, cho nên là em thấy cũng có một cái gì đó nó cũng gọi là có cái sự trùng khớp ở đây. Em cũng thích về lịch sử và địa lý. Thì như anh trình bày thì anh biết khá nhiều về các tỉnh thành, đặc biệt là biết cái biển số xe rồi tự nhiên là quốc kỳ chẳng hạn. Thì cái đó cũng là một trong những cái sở thích của em thấy nó cũng có cái sự trùng khớp ở đây. Cái điều mà em không thích đó chính là tức là cái sự giả dối như vậy. Bên đây rất ghét nói dối. Dạ, ai nói dối là bạch mặt liền. Dạ. Ai nói dối là anh nói thẳng luôn đó. Bây giờ mình có cái tài gì không em? Mình có tài gì mình thà... Ảnh anh cũng phô trương lực lượng quá. Dạ. Mình phải có cái tài gì em? Em thì có khả năng hát chị. Có khả năng kể chuyện. Đó. Kể chuyện, hát. Dạ. Em thích đọc truyện kiếm hiệp. Em thích coi phim kiếm hiệp. Rồi, bây giờ mình làm gì đó, mình biểu diễn, muốn làm gì cũng được. Cho anh ấy thấy cái tài năng của mình một chút xíu. Đồng ý không? Dạ. Rồi. Mời bạn. Thôi trước tiên đi là em xin phép là em hát tặng cho mọi người một đoạn nhạc trước đi ha. Rồi. Dạ. Every night in my dreams I see you, I feel you. Does it how I know you gone? Far across the distance and space between us and... Xin cảm ơn mọi người. Rồi. Em còn tính hát nhiều mà tại mọi người vỗ tay làm em bối rối quá, xin lỗi. Thôi lâu rồi, miễn sao có ta biết bài hát đó của Titanic là được rồi ha. Dạ đúng rồi anh. Rồi. Thầy có biết hát không? Em thì nói thiệt, lúc đầu mấy ở trong trường có đám tiệc liên hoan gì đó, xin xỉn vô mới hứng đi mới hát thôi, còn bình thường không có hứng hả? Bữa nay chưa có hứng, chưa có hứng. Thôi tới chương trình thì bạn là cái đã hát tặng mọi người, thì với cả anh Quỳnh Ninh, chị Tường và khuyến cả với khán giả rồi, thì em xin hát một đoạn thôi, một khúc làm luôn cái bài là em rất là hâm mộ cái nhạc sĩ Tô Thanh Tùng. Em hát bài Tình Cây Và Đất. Rồi. Bắt đầu. Trời sẽ duyên nên khiến xui anh gặp em, cho nửa đôi kết thành mộng ước của ngày xanh. Rồi mai đây anh là đất, em là cây, vinh phúc cho ai biết rằng từ đó mùa xuân vĩnh hằng. Vinh phúc cho ai biết rằng từ đó mùa xuân vĩnh hằng. Nói chung là người ta có ưu điểm về cái khác thì phải khuyết điểm về cái nào đó thôi. Thôi vậy là quá hay rồi, quá nhiệt tình. Rồi bây giờ chúng ta vào vấn đề đi. Vô tình duyên đi. Mình trải qua tình trường như thế nào rồi? Dạ thật ra thì em nghe nhiều người nói là nhiều người thương em, nhiều người thích em lắm, nhưng em không biết tại vì họ thương thường họ hay giấu hay sao đó. Thì em chỉ biết được là ví dụ như bạn bè thích em thì thông thường hay mượn vở em hoặc là mượn sách của em á, rồi hay viết trong những cái lá thư á, cái đính kèm trong sách, sau khi đó trả lại cho em, nhưng mà không có ký tên, không ghi ra, thành ra em cũng biết ai thích em nữa. Rồi cuối cùng tới giờ mình có mảnh tình nào chưa? Dạ chưa chị. Trời đất ơi, ba mươi mấy cái xuân xanh rồi chưa mình có mối tình bắt tay luôn em mình hả? Mình có yêu đơn phương ai, mình thích ai không? Yêu đơn phương hả chị? Chắc cũng có chị, tại vì mình ngộ nhận là cái sự quan tâm của người ta đó là tình thương, là tình yêu. Dạ nhưng mà đó là không phải. Trời ơi, ba mươi mấy năm, 37 năm. Dạ. Chưa có mối tình nào hết. Rồi vậy là cũng chưa có nụ hôn nào hết, đúng không? Dạ em hôn người ta không à. Hả? Em hôn sao? Em hôn như thế nào? Dạ em hôn cháu em, em hôn ba má em chẳng hạn. Có nghĩa là một cái nụ hôn của tình yêu là chưa có. Dạ. Thầy sao thầy? Dạ thì em thì tình trường của em thì em nói là em cũng trải qua một mối tình chính thức và một mối tình phụ.
mối phủ. Tình, mối tình chính thức là em cũng trải qua một cuộc hôn nhân rồi. Cho nên tụi nói chung là tụi em không hợp, ai cũng có cái tôi lớn quá. Biết không, mà cả em á thì em cũng phải lo về gia đình cho ba mẹ khó lắm, ba mẹ còn hoàn cảnh khó khăn lắm. Nên cái hồi đó em có phải hàng tháng là em cũng phải gửi tiền về phụ ba mẹ. Em là gửi ít đó, còn hai đứa em nó gửi nhiều hơn, tại vì tụi nó khá giả. Nên đầu tiên ba cũng nói thẳng với cô là vậy đó, thì cô cũng im, cô không nói gì. Em tưởng là cô cũng đồng ý rồi, nhưng mà sau về sống với vợ chồng như kiểu như cô không ấy, không có thoải mái về cái tinh thần về tiền bạc. Anh gửi tiền về cho ba mẹ là cho ba mẹ vui. Dạ, thì ba mẹ cô ấy thì khá giả, thì cô không phải chu cấp cái gì hết đó. Thì nói chung là cứ có vấn đề đó là sinh ra cái mối duyên đó được bao lâu? Mối duyên đó thì chính thức là được 5 năm, nhưng mà thật ra thì sống chung có 2 năm à. Có con chưa? Tụi em chưa có con. À. Dạ. Mình chia tay được bao lâu, ly dị được bao lâu rồi? Chia tay được 5 năm rồi chị. Có giấy ly dị đàng hoàng không? Có đàng hoàng, em gửi chương trình đàng hoàng. À rồi, dạ. Có vậy cũng được. Em có ngại gì chuyện đó không? À, dạ không chị. À, thực sự ra thì em thấy ví dụ như đàn ông mà họ đổ vỡ một lần thì họ có những cái sự nhìn nhận một cách chín chắn hơn. Với lại là khi mà họ bắt đầu một mối quan hệ mới thì chắc chắn là họ sẽ phải có những cái biện pháp để giữ gìn cái mối quan hệ đó để rồi cho nó đi đến cái kết quả tốt đẹp và lâu dài. Nghe vậy thì chị cũng yên tâm ha. À, bên đây chưa có mối tình nào, bên kia thì đã gãy đổ một lần. Thôi thì hôm nay chúng ta nói lại ha, nói lại mình có những cái sự mới mẻ trong cái tình yêu. Dạ. Em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? À, dạ cao 1m65 trở lên, đừng có quá mập, tại vì em thích người khỏe mạnh thôi. Rồi, được. Dạ, trung thủy, thẳng thắn với lại là hiếu thảo. Không hay, có nổ, em không thích bạn quá, hiếu thảo. Dạ, em không thích bạn nam nổ. Thầy không có nổ, thầy nói sự thật không à? Yeah. Thì tại vì em nói thật với anh Quỳnh Anh với cả em tuổi ngựa á, tuổi ngựa là nói thẳng luôn chứ đúng không rồi, có giấu được cái gì hết. Ruột ngựa vậy đó. Dạ, yeah, cho nên đó là lý do anh thích du lịch đó phải không anh? À, thích đi du lịch lắm em. Yeah. Ở một chỗ không có chịu đựng được. Thích đi du lịch là thích đi. Là nói đi du lịch, thích đi mà đi là đi giấu về nhà mới nói sau. Hả? Vậy. Tại vì nhiều đi gia đình sợ có sự cái gì xảy ra, nhưng mà em đi là chắc thần phụ trời phù hộ cái gì á. Em rất là an toàn, không có bị sao hết, không có bể bánh xe. Em đi từ Đà Lạt mà về Nha Trang mà đi cái đèo Khánh Nê dài 33 cây số đó, mà em mỗi mình em đi cái xe máy xe quay đó, còn mấy người kia ta cũng đi phụt mà người ta đi xe phân phối lớn không à, mà em đi không có bị sao hết. Rồi chúc thầy mai mốt đi trong những chuyến đi phượt của thầy là hai người chứ không còn một mình lẻ loi nữa nha. Dạ. Rồi bây giờ thầy muốn tìm mẫu người bạn gái như thế nào? Mẫu người của bạn gái là em đơn giản lắm, biết không, nói chung là dễ nhìn là được rồi. Rồi tính cách là nói chung là biết dung hòa mối quan hệ nội ngoại, rồi biết thông cảm chia sẻ với nhau. Vấn đề giờ anh còn gửi tiền về cho ba mẹ không? Bây giờ thì ít rồi, nhưng mà thỉnh thoảng lúc này ba đang sửa nhà nè thì có, lúc này phụ em gái phụ nhiều lắm, phụ gấp đôi của em á. Em á mấy thằng em trai chỉ có phụ 1/3 cái số của nó thôi. Tức là giờ ba đang sửa nhà vẫn gửi về. Vẫn gửi. Rồi chắc là chừng nào mình quen xong chuẩn bị đám cưới chắc ba sửa nhà xong rồi ha. Dạ. Ba sửa tuần sau là tuần hết tuần này là xong mà. Rồi vậy khỏe rồi. Anh hết có thầy rồi. Thầy có mấy anh chị em? Dạ em có ba anh chị em thứ hai. Nhưng mà tất cả gia đình đều công chức nhà nước hết. Đầy đủ. Dạ em giáo viên, thằng thứ hai thằng kế bên á là bộ đội sĩ quan ở quận Tân Bình này nè. Rồi. Đứa em dâu làm bên dầu khí. Quá dữ. Đứa em gái làm bên tư pháp. Quá dữ. Đứa em rể làm công an. Rồi bây giờ anh là anh có nhà cửa gì chưa? Nhà cửa thì có sẵn rồi đó. Có sẵn. Có sẵn của ba mẹ đó. Ba mẹ kêu là mày muốn ở chung thì ở, còn không muốn tự lập ra ngoài được. Ba mẹ cũng không cấm đoán là chuyện làm dâu. Nhưng mà bây là... giờ nếu mà ra ngoài thì anh có nhà riêng chưa? Em chưa thì em mua thôi, em cũng có dành dụng được miếng. Đủ chưa? Có tiền mua chưa? Thì đất ở Long An thì ven thì cũng đủ. Nhưng mà khi mà cất nhà thì nói thiệt là cũng phải nhờ bạn gái cả hai bên cùng hỗ trợ là thêm thôi, còn đất thì đủ khả năng mua. Đủ mua rồi, 40 tuổi rồi anh phải tích cóp cho anh ăn rồi anh xách xe đi chơi, không anh không có dành tiền mua nhà mua cửa. 40 tuổi anh lấy vợ mà giờ đâu thể nào hai chồng ở nhà trọ được. Dạ. Bây giờ á mà một hồi nữa mà đồng ý ok hết rồi là về phải lập tức gom góp kiếm miếng đất mua đi, rồi từ từ đi làm dành dụm rồi xây cái nhà lên mới đám cưới được chứ. Dạ. Không lẽ bây giờ 40 tuổi về ở nhà trọ không, tại vì mấy bạn gái thích ở mấy ba mẹ thì ở có nhà luôn. À. Có sẵn luôn.
thì nhà rộng lắm, bây giờ mới lên nên gác luôn, rộng rãi lắm. Còn không thì ra ngoài ở. Bây giờ vậy nè, ba mẹ đang ở với ai? Ở một mình không à, không có ai hết. Ba mẹ lớn chưa? Ba mẹ em là năm nay 65 tuổi rồi. 65 tuổi rồi. Dạ. Bây giờ em hỏi anh nè, anh là bèo hơn bên nhà gái rồi. Bây giờ nè, dạ. Nhà gái bèo hơn. Bây giờ nhà gái nè, 37 tuổi nhưng người ta có nhà riêng rồi. Để bắt rễ được không? Cái chuyện đó em không thành vấn đề, cái chuyện em ở rễ hoặc là bạn gái muốn ở đâu thì em ở đó. Được. Em không thành vấn đề, nhưng mà em chỉ có một cái đi gọi là biết sao cái bạn gái biết làm sao người vợ sau này của mình là biết dung hòa mối quan hệ giữa các thành viên rồi, trong gia đình. Yên tâm, nhưng giờ có chuyện này quan trọng nữa nè. Dạ. Có vài người lên chương trình bạn muốn hẹn hò. Dạ. Ly dị rồi, gãy đổ rồi, lên đây nói rồi. Nhưng mà lấy cái gì xác minh? Nhiều khi người ta nói không đúng sự thật. Người ta chưa dứt, chưa ly dị xong, chưa giấy tờ đàng hoàng mà người ta nói người ta ly dị rồi. Không, em có giấy tờ chứng minh đàng hoàng, em gửi chương trình mới chấp nhận mới kêu em đi chứ mà. Tức là giấy ly hôn đúng không? Ly hôn đàng có giấy độc thân không? Có đó, độc thân rồi có cái chứng nhận nơi công tác luôn. À. Em làm việc cái gì cũng phải đầy đủ. À. Đầy đủ thì có quen ai trước khi chia tay với vợ chưa? Không có quen ai có hết. Có cô nào theo đuổi không? À, không có ai đuổi kia để theo đuổi. Được rồi. Em thích á. Nhưng mà chưa ai theo đuổi luôn. Em rồi, thích. Hỏi vậy là biết rồi, được rồi. À, để Quang gặp bên đàn trai thì đàn gái ha. Chào em gái. Dạ em gái chào anh. À, thực chất là bên đây về công việc thì ổn định. À, vấn đề chỗ là chưa có người nào đó để kèm cái chân con ngựa này lại thôi. Dạ. Ha, tuổi con ngựa mà. Dạ. Chạy suốt vậy đó. Nếu như mà em kèm chân được thì anh nghĩ rằng nó cũng sẽ rất là vững chắc. À, đây là con người cũng năng động, cũng sáng tạo, cũng thoải mái lắm. Ha, anh thấy là vậy đó. À, nãy giờ trao đổi thì em thấy có hợp gì với em không? Em thấy về tính cách thì xét một số điểm thì cũng khá là phù hợp với em. Ừ. Dạ. À, thêm một cái nữa là em muốn hỏi anh là lúc mà anh nói là khi mà còn đang chung sống với vợ thì là anh có đóng góp cho gia đình. Nhưng mà khi anh đóng góp cho gia đình vậy thì anh có trao đổi với vợ anh không? Hay là anh đóng góp âm thầm mà vợ anh không biết? Không, anh có chứ. Trước khi mà hai đứa cưới nhau xong rồi nha, là ba có gọi 6 đứa, dâu rể, trai gái ra nói như vậy. Hai đứa em á thì nó đóng góp nhiều hơn. Còn anh thì đóng góp, tại nó thấy anh thu nhập ít, giáo viên thu nhập vùng sâu, hồi đó dạy vùng sâu vùng xa, nó cực khổ lắm. Nên thôi, cho anh chỉ phụ cái phân nửa, anh có bao nhiêu thì anh phụ bấy nhiêu thôi. Dạ. Nhưng mà khoảng phân nửa, hồi đó 3 triệu thì anh phụ có 500, đó. Vậy đó. Dạ. Vậy thì... có báo với vợ, dạ. Nhưng mà vợ không vui. Dạ. Còn hỏi gì nữa không? Dạ, anh cho em hỏi thăm là bây giờ nếu như mà em ở Bình Dương, anh ở Long An, thì anh nói là thứ bảy chủ nhật thì là anh không có phải đi dạy thì anh có thể lên Bình Dương được. Vậy anh có ý định là mình chuyển về và sinh sống luôn ở ngay tại Bình Dương không anh? Nếu mà có điều kiện về Bình Dương thì càng tốt, nếu mà thuyên chuyển được. Nhưng chả bây giờ thầy là thuyên chuyển cũng hơi khó khăn. Dạ. Em biết đi thời buổi này hơn có vô biên chế nhà nước khó lắm anh Linh. Không, rất là khó. Dạ, anh đã được vô biên chế rồi ạ? À? Anh vô biên chế, anh dạy 18 năm rồi mà. Dạ. Như vậy là bây giờ là thành dân Long An luôn rồi đó không anh? Dân Long An rồi, anh vô trong này là 22 năm, học sư phạm 3 năm, rồi đi dạy 18 năm. Yeah. Rồi, bây giờ là chắc chắn mà hỏi một câu vui à. Yeah. Thầy chưa có con đúng không? Em đảm bảo chưa có con. Có số điện thoại của thầy cô ở trên trường cũ vẫn còn. Hay là có chưa biết? Trời ơi, chưa có anh ơi, em nói có. Mày thầy dám rồi sao nói dám trước mọi người được? Ủa? Mà nó nghe nè thầy ơi, nó nghe là thầy. Mà tại sao lúc đó thầy 5 năm rồi mà thầy chưa có con, hay là thầy có khả năng có con không? Trời ơi, thử nó biết, mạnh khỏe nè, kêu hít đất, em hít đất cho. Em sáng nào cũng tập thể dục. Không, cái chuyện hít đất với chuyện đẻ con không quan trọng, không có liên quan. Hít đất với đẻ con nó khác xa nhau. Có nhiều em... người hít đất rất là giỏi nhưng đẻ con không được. Tại biết sao không, cái vấn đề mà vợ chồng cứ trục trặc hoài. Cái tâm lý anh, cái chị với tâm lý nó không thoải mái. Nó không thoải mái vậy gì? Cái, về cái lúc... Mấy cả em hỏi á, em hỏi vợ, hỏi cô á, sao không có con? Ồ, hay là đi khám đi. Cô nói chứ, việc gì mà phải khám, có bệnh hoạn gì đâu mà cứ kêu khám. Cô cứ vậy rồi.
Vậy à, đâu phải bệnh hoạn gì, cái đó mình vẫn đi khám mình mới biết mình phát hiện. Chắc em kêu cô cả hai đứa cùng đi khám, cô chị không chịu đi khám. Thôi bây giờ một mình anh đi khám đi, là coi anh có khỏe không. Dạ thì có yêu cầu thì nhu cầu thì em đi khám. Đúng em, rồi. Em làm gì? Đúng, phải dạ, khám cho yên tâm. Thì dạ, không sao, lấy nhau về là phải đẻ liền. Dạ. 40 chứ 37 rồi. Dạ. Ai già con mọn. Ha, dạ, bây giờ đi khám trước đi nghe không? Dạ. Quen nhau cái là anh đi khám liền. Dạ. Bấm nút là đi khám. Dạ. Về nói với cổ là anh có khả năng có con nè, người ta mới dám cưới mình. Dạ. Nha. Dạ. Nha thầy. Dạ. Rồi được, để thầy đảm bảo 100%. Giờ hứa đi nữa là anh sẽ đẻ được. Đâu đẻ được. Anh sẽ đâu mình đâu phụ nữ đâu mà. Anh sẽ làm cái đẻ được. Thì sao? Thì phải khẳng định gì cho cổ tin chứ sợ đẻ không được. Anh sẽ trợ giúp cho em đẻ được. Hả? Được. Nói chung là thầy rất là thoải mái, thầy dạ, rất là thiệt tình, là thật tình đó. Đây là con người rất là chân thật ha. Dạ. Anh đừng lo điều đó. Bây giờ anh đã hỏi đủ hết trơn rồi, em thấy tin chưa? Dạ. Rồi. Rồi. Bây giờ thí dụ như bây giờ về ở chung ba mẹ làm dâu đó, em đồng dạ, ý không? À, làm dâu bên nhà ảnh đó hả? Ừ. Dạ, em cũng thích ở chung nhiều người trong gia đình. Ừ. Dạ, cho nên làm dâu đối với em không thành vấn đề. Bây giờ ba mẹ cũng lớn tuổi rồi ở dạ, đó. Rồi mình khỏi ngôi nhà mình dành dụm ra số tiền để mình lo cho tương lai. Dạ, được rồi, sẵn là có thời gian đi du lịch luôn. Rồi, hay quá. Hè này anh dự định đính đi ấy đó, chuẩn bị là đi ngã ba Đông Dương á. Lo là mang đi đi anh hoài. Không, không phải, biết sao không? Ngoài em đi dạy nha, em còn tối em về làm thêm á. Làm gì? Em đi làm bảo vệ. Tốt. Đó, em lấy cái tiền đó em đi du lịch chứ không phải lấy tiền lương của em đi đâu. Dạ. À, dạ. Tức là làm thêm lấy tiền đi du lịch. Dạ. Cái này tốt nè. Nhưng mà mai mốt có vợ rồi. Thôi không đi nữa. Không đi nữa nha. Không, không. Chừng nào dành dụm để lo cho con để rồi, xây nhà, xây dạ, cửa rồi nha. Dạ. Rồi, vậy là được rồi, rồi đó. Bây giờ hôm nay là chị có đi em có đi với người thân không? À dạ có, em đi với lại mẹ của bạn em, với lại là những người bạn, những người em, đồng nghiệp thân rồi, thiết của em. Rồi, cho chị gặp ai đại diện cho chị xin ý kiến. Dạ. Đại diện bạn gái đi. Dạ. Dạ, chào cô. À, xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và các bạn có mặt trong trường quay hôm nay. Dạ. Mình là mẹ của bạn Thư. Chứ không phải là mẹ của Thư. Dạ. Sao nãy giờ cô thấy cái anh này như thế nào rồi? Có hợp lý với cô gái bên kia không? Nói chung thì cô thấy anh này hiền lành, thật thà. Cô thấy thì cũng ok hả con? Ok. Dạ. Dạ con cảm ơn cô. Rồi thì ai chúc con thành công đi. Dạ, con cảm ơn mẹ nhí. À sao cô xúc động quá hả cô? Lý do? Tại vì chúng nó lớn tuổi hết rồi. À dạ. Mà hôm nay mới đi hẹn hò. Dạ. Dạ không phải ế đâu cô, mà là đợi người tử tế để yêu cho nên nó mới trễ vậy đó ạ. À. Chắc là vậy, chắc là vậy. Coi như là hai người hẹn hôm nay gặp nhau phải không? Dạ. Vậy thôi. Một lần nữa cô xin chúc thành công. Dạ, dạ con cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Rồi bây giờ thầy giáo đi với ai? Dạ em đi với cô hiệu phó. Dạ. Cô hiệu phó. Dạ chào cô. Dạ xin chào MC Quyền Linh và Cát Tường cùng quý vị khán giả trong trường quay. Thì đại diện cho nhà trường thì đi với thầy Hòa thì cũng nói về đôi nét. Thì thầy rất là hiền và dễ thương và thầy rất là yêu trẻ con. Và cái điểm mà thầy khuyết điểm của thầy á, thì hơi nóng tánh. Lý do là phải nói chuyện phải thẳng thắn, nếu mà ai dối thì thầy rất là bực mình. Thì cái qua chương trình này thì chị mong là em và Thu em Thư ạ. Thư à, em và Thư á thì cứ tiến tới hôn nhân đi, chị thấy được rồi đó. Dạ. Chị chấm rồi đó, được rồi đó Hòa ơi. Dạ. Cố gắng nha, ủng hộ em. Dạ cảm ơn cô. Thôi bây giờ nãy giờ tâm sự hơi nhiều rồi ha. Dạ. Ý kiến người thân rồi, bây giờ hai bạn gặp nhau nha. Dạ. Kéo màn ý mình kéo màn mà kéo màn kéo rèm ủa kéo cổng. Ồ chào em. Dạ chào anh. Wow, à, cũng không hẹn mà gặp em. Cảm ơn anh. Em có quyển sách để tặng anh. Rồi, cảm ơn. Dạ cũng giống như là cái tựa của quyển sách là giao tiếp bằng trái tim. Thì mình cứ cảm nhận như thế nào bằng con tim thì mình cứ thoải mái để có cái cơ hội để đến với nhau.
Dạ, cảm ơn. Anh rất thích với cái tựa đề của cái quyển sách này. Dạ. Đó, con người anh chính là đúng với cái tựa đề này. Em thích tự thật thà luôn. Dạ. Và anh thích giao tiếp nhiều. Dạ. À. Từ nãy tới giờ thì em thấy anh với lại anh MC Quyền Linh trao đổi với nhau khá nhiều. Chứng tỏ anh cũng có khả năng làm MC lắm anh. Dạ. Cảm ơn em. Rồi. Ngồi vào ghế rồi chúng ta tâm sự nha. Có quà. Thầy có quà. Đạo Phạm ở quê Long An á, Đức Hòa em tặng em gửi là anh đi. Cảm ơn thầy nha. Rồi có gửi em Đạo Phạm quê Long An Đức Hòa đó. Dạ cảm ơn anh nhiều. Có bà kia nữa kìa, để bà la đó. Em có chứ. Có thì dễ gì cũng có được. Rồi cảm ơn anh nha. Dạ. Thấy chưa? Nó làm mai nó sướng lắm, có đậu phộng ăn hoài à. Thành ra từ lúc tôi làm mai tôi lên gần chục ký rồi đó. Em hỏi anh trước đi. À, em hỏi anh trước hả? Dạ anh, bây giờ nhà anh ở ngoài Hưng Yên thì còn ai ở ngoài đó không? Không, ba mẹ đi vô đây hết rồi. Dạ. Anh em với cả cha mẹ với cả bên ngoài là đi vô hết trong này rồi. Cả bên nội cũng có một số người vô trong này hết rồi. Dạ. Dạ. Vậy là giờ là thành dân ở trong miền Nam này thành luôn? Dân trong miền Nam 22 năm rồi. Dạ. Anh thích đi du lịch, anh đã đi được những nước nào rồi? À, không đi nước thì anh chưa có đi. Tại nói thật với em là anh không biết tiếng Anh. Tiếng Anh anh giỏi nó không phải biết mà anh tiếng Anh anh hạn chế lắm. Dạ. Đó. Còn đi miền Tây này nè, anh đi đủ hết các tỉnh rồi. À, tức là trong Việt Nam là mình đi cũng gần kha khá rồi. Cũng kha khá rồi. Dạ. Em thì em cũng có cái sở thích đi du lịch. À. Nhưng mà em thích đi du lịch bụi á, tức là tự lên kế hoạch và tự đi. Ừ anh vậy đó. À. Anh vậy anh là hướng hai, anh đi đó. Hai anh em mình có thể tiết kiệm tiền để đi du lịch được đó. Ờ à, được rồi. Hai người đi bụi luôn đi. À, anh dự định thì chừng nào mà mình có thể ổn định được để có thể lập gia đình được? Anh thì anh cũng sẵn sàng ổn định tại vì anh cần có người trói chân anh lại thôi. À có người đấy để theo cô xong rồi đó là lo cho con cái sau này. À. Chỉ cần người trói chân thôi hả? À. Không có trói tay. Rồi, anh được quyền hỏi em á. Anh thấy em thấy anh như nào? À thứ nhất là dáng vóc thì cũng được tại vì em không thích người gọi là gì ta quá mập không ạ? Thứ nhất là chiều cao cũng được. Dạ em nói là quan điểm của em mà không không có ảnh hưởng gì đến ai hết trơn. Đó, dạ. Không có nói gì ai đâu. Hơi buồn quá. Anh tập thể dục là anh thích hít đất hả anh? Anh thích hít đất đó. À anh thích hít đất. Dạ. Rồi chạy bộ luôn, sáng nào cũng phải dậy 4 giờ chạy là đi tập thể dục. Là 5 giờ giao ca là đi về xong rồi đi dạy luôn á. Nên đi dạy luôn. Dạ, rồi tối còn làm bảo vệ nữa. Tối làm bảo vệ. Anh khá là đa tài vậy, anh có thể làm được nhiều thứ vậy? Đâu, anh thì anh không có, nói thiệt anh không có đa tài, anh chỉ biết đâu, được cái là anh cũng chăm chỉ, chịu khó. Dạ. Biết sao không? Còn cái vụ mà tính toán cái vấn đề mà buôn bán á, anh tính dở anh thiệt. Anh không vậy là anh giống em á, tại vì thật sự đối với em á thì em nói nhiều, cho nên em thích con chữ hơn là em thích con số anh. Dạ. Đúng rồi. Dạ. Anh thích bằng cái thực hành cơ chứ đừng có bằng lời nói. À thế à? Hai người thích con chữ hết luôn hả? Dạ. Thích vậy con số giùm tôi cái đi. Thêm con số vô nữa. Vừa có chữ vừa có số nó mới được. Rồi, mình cảm nhận chị nào đám cưới được. Về cô gái đối diện như thế nào hả? Thầy giáo. Em cảm nhận là bằng cô giáo thì cho em đọc cái bài thơ đi. À dạ. Qua cái bài thơ này tất cả em gửi vô cái bài thơ này. Wow. Và cái bài thơ này nói thật là cũng siêu tầm trên mạng về cũng sửa cho phù hợp với hoàn cảnh bữa nay. Dạ. Cái chưa thật chứ em cũng đó, đó. Vậy là anh cũng có sáng tạo đó. Dạ. Trời ơi sao mình nuôi bài thơ gì vậy? Em có bằng lòng làm bạn gái của anh. Em có bằng lòng để làm bạn cùng anh, người giáo viên đến từ miền Tây Nam Bộ. Nếu thương anh xin em bằng lòng nhé. Em gái à, em chấp nhận được không? Lần đầu gặp gỡ coi như một cơ duyên. Anh là người ngày ngày gieo chữ, còn em là cô gái dễ thương dễ mến, một bông hoa rực rỡ giữa đời thường. Bông hoa này em đã tưởng tượng rồi. Dạ. Chắc chắn là rực rỡ. Em có bằng lòng làm bạn của anh chưa? Chúng ta sẽ cùng nhau san sẻ những vui buồn. Nếu một ngày em thấy mình không ổn, gọi cho anh hứa sẽ phi đến liền. Anh sẽ bên em bảo vệ và chở che để bù đắp những ngày ta không gặp.
câu từ của anh dù là hơi thô thiển nhưng trái tim anh lại cháy bỏng ngọt ngào. Rồi cô đáp lại thay liền. Câu mà anh nhớ nhất là lúc nào không ổn báo cho anh phi tới liền. Dạ, em cũng đang đúng chú ý đến vụ đó. Tại vì anh tuổi ngựa phóng anh cho nên là thích là phi. Rồi bạn gái mình đáp trả lại liền đi bạn. À, em thì không có khả năng sáng tác thơ như anh, cũng không có khả năng gọi là cải biên ở trên cái thơ của người khác. Nhưng mà em rất là thích bài thơ Tôi Yêu Em của Pushkin. Thật sự ra thì bài thơ này là hồi năm học cấp 2 em đã được bình bài thơ này. Thì thầy giáo chấm em được có 8.5 điểm. Trong đó thì bạn lớp trưởng của em thì được 9 điểm. Tại thầy nói em là lúc đó hình như con chưa biết yêu hay sao đó, cho nên con bình thơ được có 8.5 hả con. À, cho nên là cũng mạn phép đọc lại cho anh những câu thơ đó. Em tôi yêu em đến nay chừng có thể, ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai. Nhưng không để em bận lòng hơn nữa, hay lòng em đã gợn bóng u hoài. Tôi yêu em âm thầm không hy vọng, lúc rụt rè khi rạo rực lòng ghen. Tôi yêu em chân thành đầm thắm, mong em được người tình như tôi đã yêu em. Cho nên thật sự ra thì con gái hoặc là phụ nữ thì người ta mong muốn là người ta gặp được người đàn ông thương mình chân thành. Dạ. Và bây giờ mình cũng đã lớn tuổi rồi thì thành ra em muốn là tìm kiếm một người mà có cái sự thành ý trong cái việc là tiến tới để xây đắp gia đình, sinh rồi, con. Bây giờ mình sẽ vô cái chuyện hẹn hò nè. Bây giờ lần hẹn hò đầu tiên khi nào, ở đâu, thầy tổ chức lãng mạn ra sao? Lần đầu tiên hẹn hò thì tại vì nói thật lúc này thứ bảy chủ nhật em làm hơn bạn đi học để chuyển ngạch nương á, nên em sẽ dành ngày thứ hai thứ ba em có rảnh không? Dạ không. Thứ ngày thứ hai ba sẽ dạy anh khó quá. Không, tại vì em còn về học thứ bảy, ba cái ngày thứ bảy chủ nhật nữa. Dạ. Thầy nói em nói thiệt. Dạ. hẹn em mà anh không tới thì cái lần hẹn đầu tiên nó mất ý nghĩa đi. Vâng. Thì anh cố thôi, anh cố gắng em ngày thứ sáu tuần này nè, thứ sáu cuối tuần này anh sẽ tranh thủ, anh nên càng sớm càng tốt. Tại vì thứ sáu nó là học ngày mai, ngày mốt học sinh nó thi xong rồi, ngày thứ sáu á là có thể giáo viên được nghỉ. Yeah. Thì anh tranh thủ anh lên với em đó. Lần đầu tiên tổ chức làm sao cho nó, cái lần đầu tiên là đi đâu như thế nào, thầy làm sao cho đến xuất hiện lãng mạn ấn tượng, thì bằng cái tấm lòng chân thành của mình thôi. Cái khả năng của mình làm sao thì cho bạn gái vui nhất và ấn tượng nhất cái buổi gặp đầu tiên. Vậy thôi chăm sự nhờ anh mà vậy. Dạ. Em cũng biết là anh có tính làm gì. Anh nói sơ tí anh. Theo vì cũng thật tình chưa nghĩ ra. Dạ thôi, cái gì không biết thì cứ nhờ bác Google anh. Dạ, tra Google trước lên gặp em nha. Thì nhớ chút nữa em bấm nút xong rồi á, em sao biết bấm nút. Thôi bây giờ vậy. Thầy nói với đàn ông mà thầy 40 tuổi rồi. Dạ. Cô này 37 tuổi mà cô chưa có được mối tình nào. Dạ. Thì cô đến cái chương trình cô cũng mong một cái gì đó ấn tượng, nó ngọt ngào. Dạ. Để đáng nhớ cái ngày hôm nay, ngày kỷ niệm. Dạ. Bây giờ thầy tiến tới, thầy làm gì đó thầy làm tùy thầy. Dạ. Nói gì đó tùy thầy. Dạ. Cho nó ấn tượng, nói. Dạ. Thật lòng, có sao nói vậy. Dạ. Đó, đúng. Nói đi. Cái lời thành thật còn nhất nói mà sao thầy để cô rung động trái tim của cô ấy mới quan trọng. Thật lòng, thầy đứng lên. Con tim của anh á, bị nó đập loạn hết rồi á. Yeah. À, nó đập loạn rồi. Thế, yeah. Thì tiến tới đi thầy, tiến tới trước mặt cổ, mượn cái tay cổ cầm, nói. Thì em cho anh. Em có được quyền ngồi không anh? Thì em cứ ngồi đi. Dạ. Yeah. Thì cũng như lời bài hát á, bài hát Tình Cây và Đất, anh muốn hy vọng anh là đất, em là cây, sẽ vinh phúc, sẽ chọn cuộc đời này. Dạ, dạ. Em cảm ơn anh. Dạ. Ừ. Cây và đất quan trọng lắm anh ạ. Nước nào cũng phần hai thứ đó. Dạ, dạ. Đúng rồi em. Dạ. Nói mình đang suy nghĩ điều gì cô gái đối diện, mong muốn điều gì, mình nhận xét cô sao. Nói, trời, cô gái có gương mặt rất là thư, có gương mặt rất là phúc hậu. Dạ. Dạ, giọng nói rất là ngọt ngào dễ nghe. Dạ. Nói chung là phù hợp với cái tiêu chuẩn cái bạn gái mà em cần tìm bấy lâu. Bây giờ em cảm ơn anh Quỳnh Ninh, chị Cát Tường, hôm nay chắc em đã tìm được. Okay. Một nửa của anh anh. Một nửa của anh. Dạ, cảm ơn anh. Rồi, ok, mời xuống đây anh. Bạn gái còn muốn nói lời nào với ảnh không trước khi quyết định? Dạ, em nghĩ đây là một cái cơ may, là một cái cơ duyên, và cũng xin cảm ơn chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò đã tạo cái điều kiện, cái cơ hội để cho em và anh có cái dịp được gặp nhau ngày hôm nay. Thì cũng hy vọng rằng là
thì trước tiên là mình phải cho mình cơ hội cái đã, thì thành ra là em nghĩ trước tiên là mình phải thực hiện cái thủ tục của chương trình đề ra cái đã, rồi mình sẽ có những cái kế hoạch của mình. Dạ, lúc đó thì mình sẽ trao đổi nhiều hơn. Rồi. Yeah. Đặt tay vào nút bấm nha bạn. Rồi, trước khi bấm nút, chúng ta hãy nhắm mắt lại, xem những gì đã trải qua, cảm nhận xem trái tim mình có rung động thật sự hay chưa. Bởi vì các bạn bấm nút là các bạn trao duyên với nhau, chứ không phải bấm nút để ta đi uống cà phê, cà pháo. Bấm nút là đồng ý chấp nhận hẹn hò với nhau nha. Yeah. Phải thật sự rung động hẳn bấm, đừng bấm vì bất kỳ điều gì cả. Yeah. Có yêu thương với nhau, có sự rung động với nhau thì ta có mới có một cái tương lai tốt đẹp. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng thầy giáo. Nắm tay nhau đi thầy cô ơi. Dạ. Mối tình đầu đó chưa hôn bao giờ. Không được không? Không được cái anh. Hả? Không được không? Giờ này hả? Được không? Chắc không? Chắc. Không lâu lâu một chút nha. Dạ. Rồi bắt đầu đi thầy. Anh xin phép nha. Dạ. Lâu lâu một chút. Anh sao thầy? Thích không? Thầy dễ thương lắm á. Thật sự á, thầy giáo ở đây rất là vui vẻ. Tuy chưa có gia đình thành ra là cái cuộc sống nó còn bấp bênh lắm, thầy chưa có ổn định, nên nếu như có em về em sẽ giữ vững cái ổn định đó, chắc chắn đây cũng sẽ là một chỗ dựa vững chắc đó. Nói vui vẻ thôi, cái thầy cũng rất là bản lĩnh ha. Dạ. Hy vọng rằng chúng ta sẽ sớm tìm ra một nửa yêu thương của mình, một sớm là gửi chúng tôi thiệp mời nha. Dạ. Rồi, đây là những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng thầy và em. Chúng ta đến xem phim để hiểu nhau nhiều hơn. Em nghĩ ra anh phải bỏ tay em ra để em nhận quà chứ. Dạ. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ. Và đây là một phiếu quà tặng trị giá 1 triệu đồng đến từ thương hiệu thời trang cao cấp Couple TX. Dạ. Em cảm ơn chương trình rất là nhiều. Còn nữa nhiều. Gửi tặng hai bạn máy nước nóng Senton. Đưa bạn gái cầm cái đó đi. Và đây máy nước nóng hiệu Atlantic với tổng trị giá phần quà là 7 triệu đồng gửi tặng hai bạn. Đây là một chiếc TV UVC đỉnh cao công nghệ Max TV ha, trị giá là 9 triệu đồng. Nó sẽ thuộc về hai bạn nếu như hai bạn đồng ý kết hôn với nhau. Dạ. Chúc hai bạn sớm tìm được hạnh phúc của riêng mình. Và đây có hoa của bạn. Rồi thay mặt cho bạn Thư đây em xin cảm ơn anh Quyền Ninh, chị Cát Tường và các anh và chị Thanh Trúc ta, với cả các anh chị trong ban biên tập ta tạo được cho em được gặp bạn Thư. Rồi, chúc hai anh chị hạnh phúc nha. Tìm hiểu nhau và tiến tới hôn nhân. Dạ. Yeah. Chậm chậm chào bạn gái, chậm chậm để bạn gái đi trước nào. Đó, đúng rồi, đi theo sau bảo vệ.